Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, may mắn, bình an. Thưa quý vị, năm 2022 là một năm có nhiều biến động, không có nhiều thuận lợi đối với những người tuổi Canh Thân. Vậy năm 2023, mọi thứ có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không? Trong chương trình xem tử vi cho tuổi Canh Thân 1980 năm 2023 Quý Mão, quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thân được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp quý vị biết được thiên cơ, nắm bắt được những điều tốt, xấu và vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, qua đó giúp quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên và gia đạo trong năm tới có những thay đổi gì, từ đó sẽ chủ động hơn trong việc làm ăn cũng như thực hiện các mối quan hệ trong xã hội. Sau đây là phần luận giải về lá số tử vi cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Canh Thân sinh năm 1980 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 Nam Mạng trong năm 2023. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp vào năm 2023 này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý, hay là đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Canh Thân sinh năm 1980 Nam Mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Âm, vận hạn là Diêm Vương, hạn tam tai, gia chủ Nam Mạng phạm tam tai. Canh Thân 1980 Nam Mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm những gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ không nên dừng việc mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của hạn tam tai, Nam Mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, thân gặp mão bình hòa, công việc làm ăn ổn định, tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có khoản tích lũy từ lâu. Xét về mối quan hệ thiên can, canh dương kim gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là năm tốt cho gia chủ Canh Thân, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tới ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn phía trước. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cần chú ý tháng Giáp Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đậu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Canh Thân sinh năm 1980 Nam Mạng. Trong năm 2023, Nam Mạng Canh Thân sinh năm 1980 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải, làm lễ cúng sao dài hạn vào lúc 7 đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm sao Thái Âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến, cùng với 7 vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân.
Lưu ý tất cả lễ vật phải là màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt, điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Canh Thân sinh năm 1980 năm mạng, năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lầm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu đối với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải nên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Canh Thân sinh năm 1980 năm mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân, vui vẻ bên gia đình, tuổi Canh Thân năm mạng chú ý về sức khỏe không được tốt, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 2, gia đạo của gia chủ trong tháng này thiếu hòa khí, không hòa hợp. Tháng 3, tháng này Canh Thân có lộc về mặt tiền bạc do người khác đưa tới, tuy nhiên đây là tháng sức khỏe của các bạn không được tốt. Tháng 4, được hưởng phần phúc tổ tiên nên công việc của các bạn tuổi này ở tháng 4 được thuận, hóa cát và tránh được mọi điều hung. Tháng 5, công việc kinh doanh làm ăn của bản mệnh không thành đạt, được như mong muốn, sức khỏe trong tháng kém hơn trước. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ nên ốm đau, bệnh tật trong tháng này cũng nhanh chóng qua khỏi. Tháng 7, công việc của bản mệnh không được thuận lợi. Tháng 8, cần chú ý các căn bệnh trong tháng này. Tháng 9, có chuyện buồn đưa tới ở tháng 9, bên cạnh đó đề phòng các bệnh liên quan về huyết áp. Tháng 10, đón tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, tuy nhiên cần chú ý đến sức khỏe. Tháng 11, trong gia đạo của người tuổi Canh Thân nam mạng, tháng này hòa khí kém, ngoài ra công việc làm ăn của Canh Thân bị phá hoại. Tháng 12, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều trong tháng cuối năm, sức khỏe cần chú ý đến đường tiêu hóa không tốt. Tổng kết tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 năm mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Năm mạng Canh Thân sinh năm 1980 có nhiều việc phải làm trong năm này, bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội phát triển công danh sự nghiệp, chỉ cần bạn chịu khó và nỗ lực thì sẽ không khó để tạo ra bước đột phá trong năm nay. Tuy nhiên, đường tới thành công không thể luôn bằng phẳng, bạn vẫn có thể phải đối mặt với không ít thách thức, không đủ cố gắng sẽ khiến mọi công sức trước đó thành dã tràng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh vướng họa thị phi vì nhanh mồm nhanh miệng mà hỏng việc, thậm chí còn dính tới kiện cáo quan trường. Về tài chính, năm 2023, gia chủ Canh Thân tài vận bị ảnh hưởng tương đối lớn, hại ám chỉ có tiểu nhân mưu hại dẫn tới thảm bại thua lỗ. Đừng tùy tiện tin tưởng sự hứa hẹn báo đáp của người khác. Người đầu tư có thể sử dụng vốn nhàn rỗi để tiến hành đầu tư dài hạn để giành được lợi nhuận vững vàng, không nên đầu tư mạo hiểm. Trong cuộc sống và đề phòng người có ý lừa tiền, về mặt hợp tác thì phải thận trọng. Trước khi hợp tác nên dò xét tìm hiểu bối cảnh và nhân phẩm bên đối tác để tránh bị lừa bịp tổn thất. Về sức khỏe, trong suốt cả năm, người Canh Thân nên chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Mệnh chủ Canh Thân 1980 năm nay hao tổn, sức khỏe không tốt, ra ngoài cần chú ý an toàn. Những người lái xe tuổi Canh Thân sinh năm 1980 luôn đề cao cảnh giác. Trong quá trình chạy xe, lấy an toàn là hàng đầu, chớ vội vàng, dao động, luôn luôn nhớ kỹ, đừng 3 phút không bằng gấp 1 giây, nếu không dễ dàng phát sinh vấn đề.
Nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm, gia đạo. Năm Mạng tuổi Canh Thân 1980 năm 2023 có vận trình tình cảm không tệ, không đến mức nhân duyên quá vượng đào hoa nhưng vẫn hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị và tốt đẹp ở mặt tình cảm. Người đã kết hôn có khoảng thời gian hạnh phúc bên bạn đời, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc và ngọt ngào. Những cặp đôi đang chờ đón con cái cũng sẽ được toại nguyện trong năm 2023. Gia đình là nguồn động lực lớn lao để con giáp này yên tâm cố gắng cho sự nghiệp cá nhân. Tình yêu đích thực và sự tin tưởng động viên của nửa kia khiến cho năm Mạng Canh Thân cũng sẽ chuyển hóa thành sức mạnh để chiến đấu, có thêm dũng khí vượt qua những khó khăn ở năm Quý Mão. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Thân sinh năm 1980 Nam Mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cùng tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Canh Thân trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!